lăn luôn. Yên lăn mày chưa mẹ chưa. Nhiệm vụ ngày hôm nay của anh em sẽ là dọn cái căn bồn này qua bên kia, rồi cái nhà trên này đập bỏ rồi bên đấy. Còn lý do tại sao thì mình sẽ dẫn các bạn lên đây xem lý do. Đây là cái view mà mình từ hôm ra nè, giữ nhà sàn ra. Thì hôm qua mình đã, hôm kia mình đã dọn sạch hết 3 bụi tre, 1, 2, 3 cái đó. Nhưng mà nó vẫn còn khá là che cái tầm nhìn từ đây ra cái hồ ngoài kia. Cho nên là bây giờ sẽ dời cái chân bồn này đi qua bên kia. Còn cái nhà toilet đó mình sẽ đặt bỏ rồi làm cái kế bên, vì chỗ này nó sẽ bị khuất tầm nhìn cái phía hồ. Ok, bây giờ vào việc thôi. Đó là anh em đang đào 4 cái góc để chôn 4 cái chân của bồn vô. Thì để giữ cho chắc chắn thì mình sẽ lấy mấy cái chân bồn cũ, mấy cái cục xi măng cũ bỏ vào, rồi sau đó hàn cái chân bồn này với là cái mấy cục đá đó. Ok, bây giờ mình sẽ vào việc nhé. Đi ra đi, tìm chụp cho đó mình. Về với thiên nhiên hả? Ừ. Trắng lên, trắng. Đây là sau khi giờ được nguyên cái bồn với lại 4 cái trụ qua đây và hàng nối lại. Trong cái lúc mà mọi người đang làm cái bồn thì cũng không cần nhiều nhân sự, cho nên là mình tiếp tục dọn cái chỗ này. Đây, như các bạn thấy thì cái khu vực này còn rất là nhiều cỏ. Mình bây giờ sẽ dẹp hết cái cây bỏ xích và những cái rác như đây, và sau đó dọn sạch cho nó sạch sẽ khu vực này sẽ đẹp hơn. Ok, tiến hành tại. Thank you.
xong rồi. Người trèo lên đây ấy là chuyển cái hồn lên. Chị tắt máy. Tiền làm tài sản chung đi. Tao thật sự Dũng nhìn vậy chứ cái mùa Tết nó cũng y như mùa này, tại vì giờ dịch thì Tết mới ngày thường như nhau. Người ta cũng